Mọi người, tối nay thì Apple Watch mới sẽ được ra mắt, đó là Apple Watch Series 9. Trong 10 năm, 10 đời dùng Apple Watch thì có rất nhiều nâng cấp kiểu nhỏ 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 rồi. Thì trong năm nay thì các bạn hy vọng là Apple Watch nó sẽ được nâng cấp cái gì? Với mình thì cái thứ nhất đó là cái thời lượng pin. Thời lượng pin của Apple Watch thực ra là một cái mà cực kỳ tệ từ trước đến giờ. Nó chỉ được loanh quanh khoảng một ngày, ngày rưỡi, căng lắm là 2 ngày. Và mới đây thì Apple Watch Ultra mới ra, nó rất là to, 90 ml thì nó mới được là tầm 3 đến 4 ngày. Thì hy vọng là năm nay Apple Watch thường, tức là Apple Watch kiểu series 9 ấy, thì nó sẽ được nâng cấp về thời lượng pin. Thì cái đầu tiên là mình hy vọng như thế, nó chắc cũng không yêu cầu là nó cao quá là được nhìn nhiều đâu, chỉ cần nó tầm được khoảng 3 4 ngày là mình đã thấy mừng lắm rồi, chứ không yêu cầu là hàng 5 7 ngày như những cái đồng hồ thông minh khác. Cái thứ hai mình hy vọng là Apple sẽ nâng cấp, đó là có thể là có một cái ngoại hình mới cho cái Apple Watch, nó ra một cái phiên bản mới, nó tròn hơn rồi bạn. Thì tại vì mình vẫn thích cái đồng hồ mặt tròn, thế là mình cũng hy vọng là Apple Watch nó ra một cái phiên bản mặt tròn hoặc gần tròn thôi, cũng không gần hẳn tròn, nhưng mà hy vọng là nó sẽ tròn hơn để nó giống cái đồng hồ truyền thống hơn. Một cái nữa mình muốn thay đổi nữa nhưng mà khả năng là sẽ không có, là vì nếu mà cái này nó có thì nó sẽ có từ cái sự kiện tháng 6 rồi, tức là Apple Watch có thể là cài được những cái mặt đồng hồ bên ngoài, tức là những cái bên khác có thể hỗ trợ những cái mặt đồng hồ cho Apple Watch, chứ không phải như bây giờ chỉ có Apple làm mặt cho Apple Watch thôi. Thì cái đấy là mình hy vọng Apple Watch sẽ có. Cái mà mình muốn nâng cấp nữa đó là nó có thể có thêm những chức năng về sức khỏe. Thì chức năng sức khỏe thì khả năng nó sẽ có những cái nâng cấp về sức khỏe như là đo huyết áp chẳng hạn, thì là nó sẽ giúp cho những bạn nào quan tâm sức khỏe nó sẽ có thêm cái lựa chọn. Và đó là những cái mà mình hy vọng là nó sẽ có nâng cấp trong buổi tối ngày hôm nay. Thì với bạn, bạn muốn Apple Watch sẽ nâng cấp hay là sẽ có những thay đổi gì mới trong phiên bản này? Bạn hãy comment bên dưới nhé. Còn mọi người xem hết video, lại video sau. Và